nguồn thu nhập đáng kể và cũng là một cái khả năng để giúp cho các nhà máy phát triển. Cái năm 2009 mà cái giai điều chúng ta là ngành riêng ngành tôm mà vượt qua được như thế này tôi thấy rất là tốt. Và đó là một cái đà phát triển cho năm 2010. Thì đối với thế giới thì theo cái tinh thần nhận định chung thì thế giới năm 2010 thì ổn định dần dần. Thì nó ổn định được cái suy thoái kinh tế á, thì cái nhu cầu tiêu thụ hàng hóa chắc chắn là phải tăng. Và đồng thời á, là cái nguyên liệu tôm sú hiện nay á, trong nông dân họ nuôi á, năm 2009 theo tôi nhận định thấy đó, bà con họ nuôi có lãi cao, có lãi nhiều. Thì chắc chắn năm 2010 á, họ đồng loạt họ nuôi nhiều á, thì cái nguồn nguyên liệu sẽ dồi dào cho các nhà máy chế biến không bị thiếu hụt. Và đồng thời á, xuất khẩu á, thì có được cái sản lượng và doanh số cao hơn. Tôi nghĩ là đến năm 2010 sẽ tiếp tục phát triển con tôm Van Nam Ai, con tôm thẻ chân trắng này. Và cái cơ cấu tôi nghĩ sẽ tăng dần bởi vì đó là do cái thị trường nhu cầu. Và cái hiện nay người nuôi của mình cũng rất phấn khởi bởi vì nuôi tôm thẻ chân trắng có hiệu quả hơn, dòng quay nhanh hơn. Và con tôm này nó rất là mạnh, ra cái môi trường tốt. Mà quan trọng nữa là con giống của chúng ta phải chọn đúng con giống của Nam Mỹ, của từ Hawaii. Tất cả phải cái con giống tốt. Thì tôi nghĩ rằng là con tôm thẻ chân trắng rất là tốt. Chúng tôi tin tưởng rằng bởi vì thực tế so với giá tiêu dùng, so với cái giá của con tôm thẻ trên thị trường nó giảm, nó thấp so với con tôm sú. Và nó tạo một cái đang đó có một sự chuyển hướng về vấn đề tiêu dùng của thị trường nước ngoài. Và chúng tôi nhận định trong những cái đợt triển lãm, chúng tôi thấy rằng các khách hàng tập trung họ cũng quan tâm tới con tôm thẻ đang trắng rất là nhiều. Theo ý kiến của cá nhân tôi thì trong năm 2010 chúng ta sẽ có một cái bức tranh sáng sủa hơn rất nhiều so năm 2009. Và tôi rất là lạc quan về thị trường cũng như là về nguồn nguyên liệu và cái đầu ra cho con tôm Việt Nam trong năm 2010. Nhìn lại kết quả xuất khẩu mặt hàng tôm năm 2009, các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam nói chung và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm nói riêng hoàn toàn có cơ sở bày tỏ sự lạc quan về thị trường năm 2010. Bởi lẽ, ngay trong thời điểm khó khăn nhất về khủng hoảng tài chính thế giới, về tình trạng khan hiếm nguyên liệu và rào cản thương mại, nhưng các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam vẫn kiên trì lèo lái con thuyền kinh doanh vượt qua sóng gió, giữ vững tốc độ tăng trưởng khá tốt trong năm 2009. Thì không lý do gì lại khiến họ chững lại khi mà thị trường luôn có nhu cầu về sản phẩm tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam. Theo nhận định của Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, năm 2010, tôm sú vẫn là sản phẩm chủ lực, còn tôm thẻ chân trắng có thể đạt mức 150.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu của ngành tôm năm 2010 không phụ thuộc thị trường mà chủ yếu là do giá thành cũng như nguồn nguyên liệu tôm cho chế biến xuất khẩu. Thưa quý vị và các bạn, lâu nay các doanh nghiệp chế biến thực phẩm thủy sản Việt Nam chỉ chú trọng tìm kiếm các thị trường nước ngoài để xuất khẩu, để lại khoảng trống tại thị trường trong nước. Gần đây một số doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến thị trường nội địa, cố gắng chiếm lĩnh thị trường ngay trên sân nhà. Một thương hiệu hôm nay xin chuyển đến quý vị những nỗ lực của công ty Minh Hà trong việc đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước. Phú Quốc, hòn đảo ngọc lớn nhất Việt Nam, có vị trí rất thuận lợi, được coi là ngư trường lớn với trữ lượng hải sản dồi dào và phong phú về chủng loại, trên 200 loài. Nhưng nổi tiếng hơn cả vẫn là loài cá cơm, giàu độ đạm, đủ sức cung ứng cho trên 100 nhà thùng, làm nên thương hiệu nước mắm Phú Quốc nổi tiếng. Không dừng lại ở đó, một xí nghiệp sản xuất nước mắm lâu đời tại huyện đảo Phú Quốc còn tâm niệm rằng để người Việt Nam dùng hàng Việt Nam thì công ty Thanh Hà chúng tôi luôn đa dạng hóa cái sản phẩm của mình, nâng cao chất lượng và đặc biệt là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng bằng cách là cái quy trình sản xuất của chúng tôi tuân thủ theo cái tiêu chuẩn chất lượng HACCP của Hội đồng Châu Âu. Tiếp nối cái thành công này, từng bước Thanh Hà đã phát triển thêm một phân xưởng sản xuất rau củ quả chua ngọt và các loại mắm mang nhãn hiệu Minh Hà. Sản xuất Minh Hà cũng tuân thủ theo cái tiêu chuẩn chất lượng HACCP của Châu Âu và được cấp EU Code NM331 để Minh Hà lại tiếp tục có thể thực hiện được cái hoài bão của người Việt xa xứ, có thể ăn được những món ăn truyền thống của Việt Nam vào dịp Tết như là dưa món, củ kiệu chua ngọt ăn với lại bánh chưng và các loại mắm đặc trưng của người Việt Nam.
Với khẩu hiệu đậm đà hương vị quê nhà, ngoài nước mắm nguyên chất, công ty Minh Hà còn phát triển thêm nhiều sản phẩm giá trị gia tăng có nguồn gốc từ nước mắm và các loại mắm đặc sản Phú Quốc như mắm cá cơm, mắm tôm chua, mắm nêm pha sẵn, cà pháo mắm nêm, cà pháo mắm tôm, nước mắm tỏi ớt pha sẵn, củ kiều nước mắm, v.v. Với mẫu mã phong phú, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Người Việt Nam ai cũng biết món ăn, làm bằng tôm, cá, ướp với muối, gia vị, để lâu ngày gọi là mắm. Mắm có nhiều dạng như để nguyên con, sắc nhỏ, xay nhuyễn hoặc chỉ dùng lấy nước. Ở đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều loại mắm như mắm lóc, mắm sặc, mắm thái. Nhưng độc đáo, dễ ăn và hợp khẩu vị của nhiều người phải kể đến mắm tôm, mắm tép, mắm tôm chua, rau củ quả ngâm nước mắm của công ty Minh Hà, được sản xuất theo kinh nghiệm dân gian và tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại gia đình thường hay sử dụng các cái món chấm để mời bạn bè đến để làm những cái tiệc cuốn bánh tráng đồ này kia, thì hay sử dụng các loại nước chấm cũng như là các cái loại mắm tôm chua để cuốn với bánh tráng để ăn các cái món thuần túy Việt á. Thì trước đây thì mua ngoài chợ xài nhưng mà thấy vệ sinh nó cũng không đảm bảo. Thành ra vừa rồi đi siêu thị thấy có cái loại nước chấm mà các cái món chế biến sẵn của Minh Hà. Thành ra là mỗi lần có tiệc là cứ ra đây mua. Tết nay thì cũng thấy thích là có các cái loại chế biến để dành cho dịp Tết ăn chung với lại bánh tét như là tôm khô, củ kiệu, chua hoặc là các cái món dưa món mặn để ăn với lại bánh tét, bánh chưng. Tôi thường hay đi chợ mua thức ăn cho gia đình, nhưng sau này có những cái siêu thị bán về các thực phẩm bảo đảm chất lượng và giá cả. Trong đó thì tôi thích nhất là nước mắm của Phú Quốc làm bằng cá cơm. Thời gian gần đây tôi thích là một loại nước mắm pha sẵn, trong đó có tỏi ớt mới nhất của Thanh Hà, là đỡ tốn thời gian và vừa đúng khẩu vị của tôi. Mắm nêm là mắm cá cơm để lâu ngày cho thịt cá phân hủy mà thành, cũng có nét độc đáo riêng. Mắm nêm có mùi khăng khẳng, nhưng người thích thì khen thơm, một hương vị không lẫn với bất cứ loại mắm nào. Cá cơm có ở nhiều vùng, nhưng ngon nức tiếng là ở vùng biển đảo Phú Quốc, Thổ Châu, An Thới, Kiên Giang. Cá cơm làm mắm phải chọn con nhỏ, lựa không còn cá tạp, rửa sạch, để ráo rồi cho ăn muối, phơi nắng độ 15 ngày, mắm có mùi thơm thì ăn được. Trước đây, mắm nêm để nguyên khi sử dụng, còn hiện nay thường được lọc bỏ xương, bỏ cặn bã, vô chai, đóng nắp, dán nhãn, ghi rõ thành phần cấu tạo và trữ được lâu hơn. Chút dân dã trong những món ăn của quê nhà, món mắm thật khó quên đối với những người con xa xứ. Nhờ vậy, năm 2009, giá trị xuất khẩu của công ty Minh Hà đã tăng 20% so với năm 2008, chủ yếu là thị trường các nước châu Âu, Mỹ, Úc, v.v. Năm nay, công ty Minh Hà tiếp tục nghiên cứu đưa ra nhiều dòng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của người tiêu dùng trong nước, với mong muốn mở rộng các đại lý và mạng lưới phân phối tại hệ thống siêu thị Metro, Co.opmart, Lotte, Maxi.mart, Big C, v.v. để người tiêu dùng trong nước có điều kiện tiếp cận khoảng 10% sản phẩm chất lượng cao của công ty Minh Hà. Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thủy sản vừa hội nhập kỳ này. Một lần nữa, Thảo Nguyên xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới, phát sóng vào ngày 18 tháng 1 năm 2010. We'll be right back.